Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Gương điển hình tiên tiến của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ở những địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn thì mỗi thầy giáo, cô giáo thực sự là một chiến sĩ nỗ lực vượt khó để gieo chữ trồng người. Với những trường hợp đặc biệt như hoàn cảnh của cô giáo Ngô Sa Mạ được chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục ngày hôm nay, bản lĩnh ấy, nghị lực ấy càng phải mạnh mẽ hơn để ước mơ mang con chữ đến cho trẻ em ở vùng cao được trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Trước hết là phần điểm tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, mùng 1 tháng 10 1991, mùng 1 tháng 10 2021, ngày 28 tháng 9, tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi báo chí bút ký văn học viết về những tấm gương sáng tạo của Lào Cai trong 30 năm tái lập phát triển. Sau gần một năm phát động, ban tổ chức cuộc thi báo chí bút ký văn học viết về những tấm gương sáng tạo điển hình của Lào Cai trong 30 năm tái lập đã nhận được 283 tác phẩm dự thi, thuộc các thể loại bút ký văn học, báo chí của đông đảo tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh. Nhiều tác phẩm được xây dựng công phu, kỹ lưỡng đã tái hiện được dòng chảy lịch sử của Lào Cai trong 30 năm với những chủ trương, quyết sách mang đậm dấu ấn, tầm nhìn, khát vọng đưa Lào Cai vượt khó, từng bước phát triển vững mạnh, vươn tầm, khẳng định vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng. Ban tổ chức cuộc thi đã quyết định công nhận 53 tác phẩm đạt giải thưởng, trong đó có 4 giải A, 9 giải B, 40 tác phẩm đạt giải C và giải khuyến khích. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Đoàn công tác số 2 của tỉnh Lào Cai đã đi tăng cường chống dịch tại Bình Dương từ ngày 23 tháng 7 năm 2021, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Bình Dương, cán bộ của đoàn đã cùng lãnh đạo bệnh viện và đoàn tăng cường của các tỉnh nghiên cứu đưa ra những biện pháp giúp cho công tác điều trị bệnh nhân hiệu quả. Tính đến ngày 18 tháng 9, đoàn đã cùng các đồng nghiệp trực tiếp tham gia tiếp đón, khám, phân loại, điều trị, chăm sóc, theo dõi cho trên 5.000 bệnh nhân COVID-19. Trong đó có trên 3.500 bệnh nhân đã khỏi và ra viện, không có bệnh nhân nào tử vong. Các kỹ thuật viên đã phối hợp thực hiện gần 300.000 mẫu xét nghiệm real-time PCR, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch tại địa phương này. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định tặng bằng khen cho 49 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19. Theo kết quả mới công bố của Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo sáng chế quốc tế lần thứ 6 tại Canada, dự án hệ thống cảnh báo cứu hộ tự động và quy trình vận hành hệ thống của nhóm 3 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai là em Mai Quốc Huy lớp 10 Hóa, em Trần Bích Hường lớp 10 Tiếng Trung và em Đào Thị Hải Anh lớp 10A1 thực hiện đã giành huy chương bạc. Đề tài hệ thống cảnh báo cứu hộ tự động và quy trình vận hành hệ thống thuộc lĩnh vực tự động hóa, ý tưởng xuất phát từ thực tế sử dụng công nghệ hiện đại như định vị toàn cầu, Google Maps kết hợp tự động hóa để xây dựng hệ thống cảnh báo, cứu hộ tự động và quy trình vận hành hệ thống. Đề tài đã được ban giám khảo của cuộc thi là các chuyên gia quốc tế đánh giá cao và trao huy chương bạc. Trước đó, đề tài dự thi đã được cấp bằng sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và đủ điều kiện đăng ký dự thi. Cuộc thi sáng tạo sáng chế quốc tế lần thứ 6 tại Canada diễn ra qua hình thức online. Với các vòng thẩm định bản đăng ký sở hữu trí tuệ, chấm đề tài, poster và phần trình bày trước giám khảo quốc tế và các câu hỏi đáp trực tiếp bằng tiếng Anh được quay bằng video. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương cô giáo người Sa Phó Ngô Sa Mạ, giáo viên dạy tiếng Anh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tả Giàng Phìn, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa. Cô Mạ là một giáo viên đầy nghị lực, vượt khó, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để dạy học trò vùng cao. Trong nhiều bản làng người Sa Phó tại Lào Cai, như ở bản Nậm Kén, xã Liên Minh, bà con vẫn còn đang chật vật chiến đấu với cái đói cái nghèo. Nơi bản làng xa xôi ấy, Ngô Sa Mạ, bằng ý chí và nghị lực mạnh mẽ, đã vượt lên số phận để trở thành cô giáo, hiện thực hóa ước mơ gieo chữ trồng người. Tôi cũng rất là thương em gái
yếu với lại chân tay nó không đi lại được thì em gái cũng thành đạt cô giáo rồi thì tôi cũng rất là vui ạ. Học xong lớp 12 ấy thì lúc đấy anh chị bảo là gia đình cũng khó khăn ấy ạ, thì bảo là ở nhà một năm nữa, sau đó nghĩ kỹ để mình làm thêm để có cái vốn để mình đi học ấy ạ. Xong em ở nhà một năm mới, sau một năm sau mới em mới đi học ạ. Anh chị giúp đỡ để tạo điều kiện cho mình ấy, thì nghĩ thì cũng mình không nên phụ lòng anh chị ạ, thì mình cũng nên cố gắng và đạt được ước muốn của anh chị và nên là yên tâm mà đặt vào mong muốn ước muốn của mình ạ, cho nên mình cũng cố gắng ạ. Hơn 20 năm qua, cô gái người Sa Phó Ngô Sa Mạ đã tập đứng, tập đi bằng đôi chân không lành lặn của mình. Và đôi chân ấy đã đưa cô giáo Mạ đi khắp những thôn bản để dạy chữ cho học trò nghèo. Học sinh lớp 1 ở điểm trường Móng Xóa, tiếng Kinh nói vẫn còn ngọng nghịu. Nhưng buổi học hôm nay, các em đã nhớ được tới 4 từ tiếng Anh. Nhiều lúc mình đọc đi đọc lại nhiều mà học sinh kiểu vẫn chưa nhớ. Thế là mình phải cho học sinh đọc từng người một như thế, xong là đọc nhớ một chữ luôn ấy ạ. Xong là dùng cử chỉ luôn ấy ạ. Hoàn thành tiết dạy ở điểm trường tiểu học, cô giáo Ngô Sa Mạ lại tiếp tục công việc ở trường cấp 2. Vùng cao Ngũ Chỉ Sơn đang thiếu giáo viên tiếng Anh, cô giáo Mạ phải đảm bảo công việc ở cả hai cấp học. Chúng em rất thích học môn tiếng Anh vì cô Mạ dạy tiết tiếng Anh rất hay. Chúng tiết tiếng Anh em thích nhất là khi được cô Mạ cho chúng em xem các hình ảnh hoặc là các bài hát để nghe cô. Những niềm vui mỗi giờ lên lớp với học trò đã giúp cô giáo Mạ vơi bớt những mặc cảm của bản thân do bị khuyết tật bẩm sinh. Không đủ sức khỏe để tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, cô giáo Mạ đầu tư hầu hết thời gian vào việc chuẩn bị những bài giảng tốt nhất cho học sinh của mình. Tất cả phụ huynh, học trò, đồng nghiệp đều nể phục bởi nghị lực và ý chí của cô giáo người Sa Phó kém may mắn này. Em đã lấy cái tấm gương của cô để chia sẻ và cũng đã tuyên truyền truyền đạt đến học sinh của tôi, là học sinh bán trú của tôi, hơn 200 học sinh bán trú, và học sinh cũng rất là ngưỡng mộ cô về cái tinh thần của cô cũng như là cái nghị lực của cô. Với cô giáo Ngô Sa Mạ, khó khăn không nằm ở những thiếu thốn về cơ sở vật chất như ở bản vùng cao khô khát của Cao Sơn, Mường Khương hay Ngũ Chỉ Sơn, Sapa, những nơi cô Mạ đã từng đảm nhận nhiệm vụ. Khó khăn nhất có lẽ là vượt lên chính bản thân mình. Số phận không cho Ngô Sa Mạ một đôi chân lành lặn. Bù lại cho sự kém may mắn ấy, cô giáo Ngô Sa Mạ lại có được một nghị lực, một ý chí khiến tất cả mọi người phải khâm phục, ngưỡng mộ. Tấm gương của cô Mạ chúng tôi sẽ lấy cô làm tấm gương để mà tuyên truyền trong các cái trường học, đặc biệt là những cái dịp sinh hoạt chuyên môn cũng như là các trong cái công đoàn nhà các cái trường để mà tuyên truyền để cho các thầy cô ở những cái vùng mà khó khăn nhìn thấy tấm gương của cô để mà là cái động lực để mà các thầy cô sẽ vượt qua những cái khó khăn về những cái điều kiện sống. Đây chính là một cái tấm gương mà rất là chân thực và ý nghĩa trong cuộc sống. Học sinh ở vùng cao rất thích những trò chơi vận động như thế này. Cô giáo Ngô Sa Mạ ngày hôm nay không thể tham gia cùng các em trong những hoạt động ngoại khóa sôi nổi. Nhưng tương lai, cô giáo người Sa Phó Ngô Sa Mạ mong muốn tình yêu với con chữ, những kiến thức mà mình đã tâm huyết truyền đạt, sẽ là hành trang vững chắc để học trò tự đứng vững trên đôi chân của chính mình khi rời những bản làng quanh năm sương răng mây phủ, tự tin bước vào cuộc sống. Chuyên mục gương điển hình tiên tiến của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.